Nghe rồi xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi Tô Môn Tam và mình sẽ chơi con Tô nhá. Con này như kiểu là xác ướp anh tập lúc nào. Đó, cần nó bay này. Ở đây mà có thể 500 với lực 2 vàng nữa là được rồi luôn. Đó, anh với em cảm mới lại. Ok, và cái map mới này ngoài đây. Và phiên bản update lần này có 2 map mới thôi. Rượu này nó dễ nhà hơn cái rượu như trước. Phải xài với khách bước ra bước ra. Một nhóm người hay xài. Nếu có uống là bao nhiêu thôi mà. Rồi. Rồi, nó nằm trong đây. Một đường đó nó làm bốn đường luôn. Rồi, đây là cái sắt. Cái sắt đựng vàng. Rồi, vào cái mới đây. Nó mới là mình sẽ được đọc con này dễ dàng mà lên. Đây, mình được đọc con này. Hay, tên này giống nhau. Đó, người ta xa này. Sao mà tiền
Thank you.
Ok, ni siquiera lo utilizo, pero va.